Tôi bấm khỏi quay bây giờ. Lên lên anh. Rồi. Thế rồi. Kính thưa quý vị các bạn thân mến, thì hiện tại là mình đang ở tại nhà của mình. Thì hồi sáng giờ mình bộn bề quá, mình cũng không có ăn uống gì nữa các bạn. Thì khi mà mình cái dạ dày mình nó thấy cảm thấy là khó chịu các bạn, đầy hơi á, thì đói á, vừa đói mà vừa đau. Thì bỗng dưng có thằng bạn nó cũng là ở đây, nó thăm mình lâu ngày, thì nó thăm á, thì mình mới có nói là mình giờ mình đói bụng quá, sáng giờ chưa ăn gì hết. Thì bạn mình hỏi ăn bánh mì hay là hủ tiếu để đi ra mua cho mình ha. Thì trong lúc đang chờ đợi thì mong các bạn xem những cái tình huống như thế nào ha. À, mình đi pha nước trà các bạn. Khách có nói khách tới nhà mà không trà cũng nước đó. Một triệu người là lúc vàng. Vậy nên 5
ngàn mấy rồi. Mười, hình như là một trăm 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 ngàn người, trăm ngàn người được cái lúc bạn. Giá kiếm được năm trăm ngàn người lúc bạn thôi, không được. Hả? Đau quá rồi. Cái lúc dạy lúc bạn đó là cuối là làm kỷ niệm thôi. Cái gì ngoài mà có lúc dạy bạn không? Hay sao? Hay giờ lần sau. Mình không? Thấy từ người biết rồi. Nó tính vui rồi. Vô biết. Đi học thằng bạn á. Bạn mà ở trong hai xuống xuống mình chơi. Nhỏ xin trường á. Chỉ hoài giờ có con gái rồi tôi kêu mày kiếm trai ai tôi là gốc cũng gái nữa lòng lắm rồi đứa con nó bự hơn cái ngăn nhiều rồi nó mới đẻ lại không có con ở trên gái nó nói nó xài hàng ngoại thôi không chơi hàng nội là con ông ngoại á chơi hả? Hôm lại lái chưa có bằng nè. Có bằng mắt rồi, mắt rồi, chú mắt xe không? Nó lâu đó. Ờ. Đầu ngày dưới, nghe nhận nhiều đó. Mắt thì lại rồi. Giờ đi học lại với bằng B2, bằng cao hơn. Đây là lâu lấy 40 cuốn làm chỗ hả? B2 là chỉ lái từ 9 chỗ đúng không? Nhưng mà cho phép mình kinh doanh lại là có phép được lái chở người ta đi. Ờ. Còn bằng B1 là giảm 9 chỗ xuống nhưng mà không được kinh doanh. Thấy phong thái rồi đó, hết mét rồi, để bỏ. Đây cái lâu rồi, đây là sát một tí rồi, chứ mình vô tư, mình sống, mình nuôi để lạc quan, đừng có suy nghĩ cái vấn đề gì. Ông sợ đi, mấy đang đi học đây rồi, không nhớ đi chơi, mà cái này không có ai chồng nhà, đi chung. Nghe mình vợ nói rồi. Không ngồi buồn chuyện, phải là sáu rồi, ăn đi, để nó bụng á. Để chứ. Bạn mua hai bịch bạn bịch lượng bịch thì hai không mình no rồi mình mới ăn trên kia xong á à. Nãy mình đói bụng quá lúc đi học á lúc một thì mấy lên kia ăn cũng kia rồi cũng tô về đâu nó chứa nổi đâu không mình mua hai tô hai thì đi lên chợ mà không biết ăn cái gì cái đè bà bánh nước của bà miền á anh ăn cái ngán chết bà nội luôn coi thì cũng vậy cũng không nổi rồi giờ này chim rồi có đánh không hay là vẫn lại rồi cái này chậm ra lắm mình chuyển nước về lại chơi đam mê vậy thôi hả? Máy xay đâu kìa, máy xay thay ra dữ không? Có nó xay ngon á. Tụi nó dữ, nó dùng xay nát hết luôn á. Bấy không? Đâu có nó chơi vậy được. Em mở gần bánh cam á. Hả? Dạ. Dạ. Em mở cửa điện của anh. Dạ. Dạ. Ở xã Long Hộ là tiệm nail là tiệm thẩm mỹ đó là tên gì? Không, giờ chuyển đây rồi. Chuyển lên chỗ bánh cam hả? Ừ, đây có ba bánh cam luôn. Dạ, ba bánh cam. Phương Nguyên hả? À, kính thưa quý vị và thân mến, thì hiện tại bạn mình có một cái
cái tiệm nail các bạn, thẩm mỹ ha, spa làm đẹp cho các chị em phụ nữ hay là những cái quay đầu quay lưng. Thì hiện tại là nằm ở tại ngã ba Bến Cơm, khu vực Long Nhân Trạch, Long Thành, Đồng Nai ha. Thì quý vị có nhu cầu thì người thân hay gia đình mình cần vấn đề săn sóc và làm đẹp thì đến địa chỉ trên ha, Thùy Nguyên các bạn, Phương Nguyên ha, nằm tọa lạc tại khu Bến Cơm Nhân Trạch, Long Thành, Đồng Nai ha, ngã ba Bến Cơm ha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Mến chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn thân mến. Nãy giờ ngủ rồi quý vị. Mà ấm ấm mình ăn được. Ngon quá. Vừa mua. Có khẩu vị ăn dừa không? Cô ba gì á? Nên mà Phương á, cô ba gì á? Nước đi nè. Nước có không? Đúc cho lưng.